You be acting like a buster sometimes. And the two of y'all become king elves. You does the best work. You know what I'm talking about, that light like me. Fuck. Shit, look, the whole move relies on the basic of respect. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với GTA 5 Online như mình đã hứa. Thì hôm nay vừa có một bản update mới, và có lẽ là các bạn cũng đã biết cái bản update là gì, và nó có lẽ là các bạn đã rất là mong đợi cái bản update này. Nó có tên là Lowrider, và mình có rất là mong chờ cái bản update này. Và như các bạn thấy đây, khi mà các bạn mở cái điện thoại lên, các bạn sẽ thấy một phần mới, đó là Benny's. Đây các bạn đã thấy đây. Nè, anh chàng tên là Benny's. Mình cũng không nhớ là anh chàng này đã từng xuất hiện trong offline hay gì, mình cũng không rành. Nhưng mà đây là cái nơi mà các bạn có thể mua những cái chiếc xe mới như thế này. Và biết Gino dùng một xe nhìn mới, kiểu hàng mới, với vậy là mặc dù cái chữ của nó đã cũ rồi nhưng mà nó mới. Thì với những chiếc xe này các bạn có thể mod lại, nhảy tưng hydraulics hay đó, rồi các bạn có thể thêm cả loa, dàn âm thanh loa phía sau nữa. Nhưng mà các bạn phải mua cập nhật như thế này, bạn phải mua cái này. Còn nếu mà bữa nay nhảy thì các bạn, mình nghĩ là các bạn nên mua mấy chiếc này. Và bây giờ mình sẽ mua thử chiếc này. Và mình nghĩ là nó sẽ là customize khá là chất. Ok, và mình sẽ lấy một chiếc màu đen đi. Biết mình có tới 3 căn nhà, nhưng mà có vài căn nhà mình không sử dụng. Có lẽ là căn nhà này, đúng rồi, Weasel mình mới mua, nhưng mà có lẽ là mình không xài nhiều. Là mình sẽ mua thêm một cái căn nhà đi, mình sẽ mua thêm một cái xe D-Class Moonbeam. Cái xe này có cái phần sau khá là rộng lớn, có thể đồ nhìn khá là ngầu chứ. Rồi, mua màu trắng thử coi. Nó có khá là ngầu và nó có thể chứa được nguyên cái dàn âm thanh phía sau nếu như bạn muốn. Mình đang trải nghiệm cái bản update này. Bản update so với cái bản update mà Hunt the Beast Free Mode ấy, thì mình không thích cái bản update đó cho lắm, và mình cũng không có hứng quay trở lại GTA cho lắm. Còn các bạn nào hỏi về vấn đề tại sao giờ này mình không quay GTA 5 nhiều, mình cũng muốn xin lỗi các bạn, tại vì mình quay thì mình cũng không có thời gian nhiều để quay mấy tựa game này. Mà nếu mà quay thì mình lại muốn quay chung với Thông hoặc Huy. Mà tuy nhiên thì Thông và Huy dạo này đang rất là bận. Challenge Color or Express. Thông và Huy dạo này rất là bận. Và Thông vừa mới đi nước ngoài, hiện đang học tập chăm chỉ bên Canada. Cho nên giờ gần đây mình không thể nào mà mình quay chung với Thông hoặc Huy được. Huy cũng vậy, Huy cũng đi Anh và phải học rất khá là nhiều. Cho nên mình tạm thời mình không quay được nhiều. Tại vì với lại Thông cũng không có sách theo cái PS4, cho nên mình cũng bó tay toàn tập. Cho nên các bạn thông cảm. Ok, và bây giờ mình sẽ tới cái nhiệm vụ mà ngay chỗ đó nó là bảo mình ngay đây. LD rồi đây. Thì đó mình sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ đầu tiên các bạn. Lâu không chơi lại cái bắt đầu nháo ngáo. Thì hình như mình biết là cái nhiệm vụ này các bạn có thể mời luôn cả bạn bè của mình để tham gia phụ. Và đây là cái update mà mình khá là thích, tại vì nó đem được cái chất original gangster, đúng nghĩa gangster mà hồi đó người ta bên Mỹ, bên nước ngoài khu da đen cái kiểu nhìn rất là ngầu. Ủa, mới vừa có một thanh niên lái máy bay phóng thẳng qua đầu mình. Nói chung thì mình cũng không quan tâm cho lắm, mình chỉ chủ yếu là vấn đề quan tập trung vào cái này. Ngoài ra mình cũng đợi để update cái motors. Benny's motor work. Your new Chino is now confirmed. Đồ có vẻ nhiều. Hey yo, what's up? Đồ có vẻ dân chơi ở đây hết rồi, dân chơi. Hello, what's up guys? Oh, what the fuck? This is it. Chụp hình cái nhẹ coi. Come on in. Đồ má nhìn ngầu quá. Lâu lâu phải chụp vài tấm cho nó ảo ảo vãi đái rồi. Benny is sneaky motherfucker. You wanted a nice one around that. A serious night. And this here, this is some mythical motherfucking shit, man. Mythical motherfucker man. Oh, chỗ này đẹp thật đó chứ. Cái tay này ra nhiều cái ảo vãi đái luôn.
Benny kìa. Benny kìa. Cái bên mà các bạn đi thẳng vô một tí, các bạn sẽ thấy một khu strip club. Nếu các bạn nào chơi nhiều các bạn sẽ rõ. You know my boy. Thằng này theo mình nhớ là hình như nó chưa xuất hiện đâu hết. Thật sự mình cũng chả nhớ là nó đã từng làm cái gì trong cái series này. Nếu có. Ồ, mới nhìn chỗ này đẹp thật đấy chứ. Man, I'm kind of lyrical, dude. Like Caesar, a writer and a fighter. Talking all this old school shit, the whole move relies on the fact that. Các bạn nào mà chơi single rồi các bạn sẽ thấy Lamar là cái thằng mà Ranma mà chó đẻ nhất mà mình từng gặp. Ngoài đây các bạn cũng phải gặp phải gangster rồi, con mình cũng không có khác gì thằng này. Ha ha. Gangster. Motherfucker. Cái đặc biệt nhất là của cái này là Lowrider, đúng với tên gọi của nó luôn. Thì bây giờ cái bản update của GTA 5 thay vì nó update cái kiểu mà nó kiểu DLC thì bây giờ nó lại chuyển sang dạng update. Các bạn sẽ nhận được cái DLC theo dạng là update thay vì so với các bạn phải download DLC về như hồi mà Xbox 360, PS3 cái kiểu. Nói chung nó cũng cải tiến hơn mấy phần trước rồi. Yo. Nhưng mà nghe nói là có cái nhiệm vụ mới. Ủa mới nhìn chất quá. Quá chất. Yo, YOLO. Virtually mean. Shut the fuck up. Benny's Original Motorsport. Hold on. Mình chế đúng ảo luôn. Normal Hard. Chắc mình sẽ đi hard. Ồ má, không chơi khoảng một thời gian dài giờ vẫn ở nguyên cấp luôn. Có nào không ta? Rồi mình có nên rủ ai vào chơi chung không ta? Một trăm năm mươi. Mấy cái nhiệm vụ mình nghĩ là dễ. Ready to play. Damn, what's cracking, y'all? Man, I'm so glad you guys can make it. You know I love y'all, right? Hey, check this out, though. You down? I mean, speak now if ever hold your peace, man, because you be acting like a buster sometimes. Real shit. It's time, man. It's time to right some wrongs and to change history. Các bạn có thấy... What the fuck? Nhìn thằng đó kìa. Spray something off. Two of y'all. Y'all gonna go out on your ball of shit, chips and boggles today. Nhìn tóc con mình rồi, nó bị gì vậy? Beefitarian. Má, nhìn mặt con nhỏ đó nhìn như là con mụ hàng xóm vậy á. Nhìn tởm ba đái luôn. Đó đó, nhìn kìa. You feel me? You feel me? In this buccaneer right here, this motherfucker right here got plenty of get up. Smoke them fools and get gone. You feel me? You feel me? Nó có cầu đâu vậy ta? Hình như là mình không phải chia hai chia team đánh nhau mà là mỗi team có một nhiệm vụ khác nhau. Like Jim Jones minus the fruit punch. Kill them fools, my son. Let's do it. Let's do it. Chúng ta là trùng tiếp. Ồ, má nhìn ngầu thế. Má nhìn lâu lâu à. Let's do it, guys. Chúng ta chia team, mỗi team màu vàng, mỗi team màu hồng, lồng, màu tím này. Motherfucker. Cái đéo gì vậy? Mấy ông nội, ráng ngồi chơi đi. Cái đéo gì đủ quá ao hoài. Alo, bây giờ mình đã quay trở lại và mình đã kiếm được phòng, mừng bố mẹ luôn. Yo man. Yo. Đồ má, Los Santos nhìn chất xe chất lư. Má nhìn kia như Fast and Furious. Dude.
Nó đã quá, đã quá, đã quá. Má xe nhìn chất lượng ha. Mấy chiếc low rider vậy mới ngầu. Hình như nhiệm vụ là mình là gì cái mình cũng không rõ, nhưng mà bảo bây giờ tới đó thì tính sau vậy. Ồ lộ mới giết người rồi rồi. Hình như chúng ta không được giết nó, không được giao nổ. Mình tính lấy ra rồi mà thôi kệ. Cướp xe đi, cướp xe đi, cướp xe đi. Đi cùng mẹ mày. Ra không nổi. Đồ má ngầu quá. Get back in the low rider, don't shoot civilians. Ok. Mình đâu có giết nó đâu. Ủa lộn. Má đi lộn nó kêu mình lại cái xe mới tục chứ định. Má vãi cái lắc. Oops. Hình như bắn lộn người rồi phải. Bắn luôn này không? Không. Ok sắp xong rồi. Đồ má ngầu quá. Đù. Kinh nhờ. Đù má này này kiếm mấy cái tech này bắn ngon luôn. Băng lo. Nó chạy kìa. Mình tưởng là cướp xe hay gì đó chứ. Cướp mấy chiếc lowrider. Đồ má đúng nghĩa gangster thì chứ. Homies. Bấm Hona để kích hoạt. Hai số lượng là tưng lên. Beef and shit. Yeah, fucking asshole, man. Oh, lái xe cẩn thận, man. Nên như lộn đường rồi. Vãi đái thật. Á đủ, má sao ở đây lên trên đi cho nội. Má thiệt tình đi nguyên một đường vòng luôn. Vãi thật. Má nhìn con lowrider hư mẹ bánh xe rồi. Này nó không có mod. Cho nên đâm ra giờ không có customize mà lái kiểu bánh xe mà chống đạn. Lái xe cho đạn hoàng nha men. Đồ đó ngầu vãi. Đồ. Đồ bây giờ nó biết kêu mình lại đó mà làm cái gì nữa ta. Á đủ má lái xe đàng hoàng coi thanh miếng. Chù mỡ. Đàng hoàng coi nè. Tránh đường lên mấy đứa bứa. Tránh đường lên. Trời địch. Thôi lần sau để tao lái nha. Mày lái như con cạc gì đó. Lái gì má. An toàn không là trên hết rồi đồ. Rồi trong xe còn thấy sợ nữa. Nhìn tướng mình ngồi bữa. Đồ. Mình đi ra cái chỗ cuối cùng mà mình cần phải tới. Lên xong lên anh em. Xong lên anh em.
Ủa cái bánh xe nó hết hết à? Ủa sao cái bánh xe nó tự tự hồi lại sao? Đường mới đông vậy? Ủa nó kêu mình giết rồi mà cho nổ xe được được. Ồ má, gì đâu mà đông vậy? Xuống xe bắn mẹ luôn đi. Má trời ơi, sticky bomb. Đừng 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 chơi gì ngu nha mấy bạn. Thôi đồ nó bắn đi. Bỏ. Ồ má hộp à. Chắc là tụi nó đi hết rồi. Ủa mấy gì mà hùng, what the fuck. Đi đèn hoàng nha men, đang chọi sticky bomb á, sticky bomb có giới hạn rồi đó. Con đang nào đây, ủa bắt đồng đội. Ủa mấy cho cái xe tải này nổ luôn, chặn đường nó lại. Đủ mấy nhìn cái xe tàn tạ đéo tả được luôn. Đừng có chết nha mấy men, đừng có chết nha, chết nói tí nha. Ê, ê, má. Địch mẹ chọc hụt, bừa bãi đáy thì chắc là không sao hết rồi. Má xe đéo còn gì để tả hả? Bớt rồi, nhưng mà chúng ta hẳn vô địa bàn của mình rồi, hết dám vô rồi. Đù, ngầu bấy. Ngầu. Dude, má nó cười à. Mà nó như nó nhớ như ông thầy gang bang kìa, phải thấy thật. Có lẽ mình sẽ làm việc shop cho phần này bự quá. Mình cũng muốn dịch lắm mày mà nó bự quá. Chắc là để việc shop như thế này hay hơn đó. Hey yo, mission pass. Wow. Bao nhiêu đây, bao nhiêu tiền? Đủ tiền mua xe 15.000 cũng được. Nhưng mà chắc nó sẽ unlock cho mình cái shop này để mình sửa đồ. Mình không biết là còn sẽ còn nhiệm vụ nào không. Má cái cổng có mở cửa không? Bờ thật chứ. What am I doing? Và biết Chino. Đồ quá một đống luôn. Chino Custom. Này là gì đây? Chino Custom là sao? Máy gì là mình ta 185.000, what the fuck. Chưa luôn. À ở hai show leaks mà có thể tưng được. Ammo trade luôn, chơi luôn, 30.000. Thường cái xe nào mình cũng mua full nổ cho 100 vật upgrade đó. Các bạn đua xe này nó sẽ unlock được nhiều. Khi tới cái đẳng cấp level như thế này thì các bạn rất là dễ unlock với cái đồ này. Mặc dù đó là DLC mới đó, nhưng mà nó dựa tùy theo đẳng cấp với cái đua xe các bạn có thôi. Race break regular đua xe nó hay hơn. Front bumper đẹp. Custom chin spoiler. Mình nghĩ là chắc mình để cái này đi. Chassis tank hả? Đù. Này đẹp hơn. Mặc dù nó không. Đù má nhìn ngầu quá. Engine block là gì ta? Đù. Má nhìn nè. Đù má hay quá. Livery color 53.000. Mình nhìn này ngầu quá chứ.
Nào ra, giờ chơi nào nhìn đẹp ta. Nhưng mà có bao giờ mình mở cái này không ta? Này đi mà lấy ngàn đỡ như nè. Mấy cái bạn phải operate mấy cái này nó sẽ lái dễ chịu hơn, nó không có khó lấy ta làm như mấy cái kia. Ồ chơi hai ống, bốn ống luôn, mỗi bên hai ống. Ờ không, mình không xài cái này. Ignite bomb mà kiểu như các bạn mỗi lần đứa nào phá xe bạn nó tự động nó nổ, cái này bựa lắm không chứ không có xài đó, tự động nổ các bạn. Các bạn trừ tiền mất tiền của bạn chứ đâu, mình nói đâu mất tiền đâu, cho nên mà không xài đó, tục lắm. Cup fillers cái nào chống đứng hả? Xe này cũng có chống đứng hả? Này là cái gì chứ phải chống đứng? Fender skirt body. Ủa che lại hả? Thôi nhìn xấu à, mình để yên như vậy đi. Hút đồ đây đúng nghĩa Fast and Furious nè. Nên cái này hơn. Đồ cái ly bên tay này cái bự nhất nè. Alo chơi nào ta, mà cái nào cũng mắc chụp vải đái luôn. Ủa bốn ống nhìn đẹp chất hơn chứ. Four in a row. Interior đủ quá, bên trong đó nè. Đến trim design. Đâu nhìn ngầu đéo tả được. Này đi, mình thấy chơi da hổ. Đâu giờ giống hổ hơn rồi đó. Đồ hồ mắc có này nữa hả? Bự hả vậy? What the fuck here? Phải tên niên. Vậy nó có cái bubble head nữa. Bự đấy ta được. Ủ má thần chết bự. Thôi cái stock vẫn đẹp nhất. Đồ hồ má vô lăng nữa. Trời bản áp đá này ra ta nhìn. Ủ rất là chi tiết. Ủ ủa má nhìn ngầu thế. Tay này đẹp nhất. Đồ má chi tiết hả? Má kim cương. Ở này đi, giống YouTuber old school mic. Westside Magnetics. Có nào gắn tên mình không ta? Thôi chơi này đi, Neon đi. Sion, lúc nào cũng chơi Sion đó. Có điều Việt Nam xe mình mà đi để Sion và nó chửi chết mẹ luôn. Chơi một gì đây. Đó nè. Đâu chú má nhìn cái xe này ra đường là ai cũng nhìn luôn á, thiệt luôn á. Ngồi vải đái. Ủa cái license mới này là gì ta? À ok chơi này đi. Giờ nó có trộn màu giống hồi đó nữa. Chứ pha màu trong đây nhìn nó tục tục sao á.
Ngoài chiều màu đen ra, Midnight Purple. Nhìn nó có không khác gì là mấy. Mà nó có phần đẹp hơn thiệt. Cái à secondary màu bên trong. Chơi da beo chơi màu gì đó. Chơi màu này đi. Nói chung đẹp sẵn rồi á. Fruit nữa hả? Oh shit motherfucker. No roof. No roof đẹp nhất. Xe gì mới ngầu. Má vừa mới làm xong sale. Phải đá thật. Ray transmission đi. Nữa hả? Sao nhiều vậy? Đồ mà ghê thật. Chơi vàng loa luôn. Yo what's up triple sub. Turbo tuning. Nó xin nhiều đi chơi. Nhìn thấy cái này nó không có giọt. Không có giống mấy xe hồi đó cho lắm. Cho nên có lẽ mình sẽ không thay. Nhìn tiếp cái bánh nào đẹp đẹp mình sẽ thay vậy. Đồ, lock the chrome nhìn ngầu vậy. Wheel colors. Midnight blue nè. Tartar design. Atomic. Classic white wall. Mình thấy cái này đẹp nhất chứ. Bulletproof nè, thấy không? Nó tìm quá trời. Chết mẹ bấm nhầm. Ôi trời mẹ đi. Má công nhận cái này nó nhiều vải đái luôn á. Mình nghĩ chắc xong rồi. Xe nhìn ngầu quá. YOLO. Nói để chụp lại tấm ảnh rồi. Confirm. Let's do it, guys. Ồ quá ngầu quá ha. Ngầu quá má ơi. Ồ, when driving à. Dùng sao ta? Hình như mình chỉ đi thẳng thôi sao á? Ủa giờ để kêu mình đi đâu ta? Ủa má sao vậy? Tránh ra mấy đứa. Ủa bật nhạc bật sao? Má nhìn ngầu vãi đái luôn. Má tông kia. Get the fuck out of my way bitch. Ồ má nhìn cái dáng skin này đẹp vãi đái luôn. Mấy chắc bữa nào mua hai cái xe mình tên cho một xanh dương mới được. Mình thích cái xe này đó. Xe giữa xe có nguyên chữ magnetics. Tránh ra nào bitch. I'm going high. Ồ mấy đứa chữ you fucking idiot kìa. Má mày cái tên tư loại bắn vỡ đầu không. Làm sao so bì với anh được. Nhìn xe anh đi. Thế nghĩ từ lúc mà mình chơi hết mấy nhiệm vụ của
online. Mấy thằng này gọi mình không có ăn nhầm gì được nữa. You gotta be fucking kidding. Má kẹt cái xe nhà không về chơi. Gần tới rồi mà. Thôi đi bộ đi. Đếm cái đéo xài. Thử khi cái hai Trolex xem nó đẩy cái xe đúng không ta. Ồ hay quá. Cái này xài sao ta. Slow and low. Nó xe đẹp quá, xe đẹp quá. Mất mẹ xe. Mình nghĩ là thằng này nó sẽ biết chơi. Mong là vậy. Để đâu để nhắn cho nó vài câu. Thôi trời mẹ đi vô luôn đi. Má. Trong phần loading là mình không có nhắn được gì rồi. Thôi chơi luôn, vô luôn. Má này nhìn như ông già vậy đó. Vô luôn, mình nghĩ là vô luôn đi. Chắc thằng kia này cũng biết rồi. Chúng ta chỉ cần lái chiếc xe này và tránh khỏi cảnh sát. Đừng để bị phiền là được rồi. Bi phải cẩn thận, phải nhìn radar cái kiểu. Nhưng mà đồng đội nó phải có sự hợp tác. Muốn nó muốn chạy xe cũng được, miễn là nó đừng bị phát hiện là được rồi. Bà mẹ hết đó. Mong là nó không bị phát hiện vậy thôi. Ý bậy bậy. Má tự nhiên lo lo cảnh sát xuất hiện tao đùng 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 vậy. Đỡ không kịp luôn á. Không những mình đi mà cái thằng kia phải đi đúng. Đúng cái kế hoạch mà không bị phát hiện cái kiểu. Hey man. Thằng cảnh sát đi thẳng rồi. Á đù. Má cái đường cao tốc mà bị phát hiện rồi bó tay luôn á. Vậy tới đây mình nghĩ là chắc an toàn rồi. I do do má. Má trên đây là quẹo lại không kịp đâu. Quá thật. Đừng xác rồi, đừng xác rồi. Không thấy mình đâu, không thấy mình. Đi né né bên này chắc là sao không thấy mình đâu. Chính xác là đúng rồi. Yes. Đường má đã đi lên. Mình nghĩ là mình đi xuống trước khi mà nó kịp qua kia. Ồ nó quẹo rồi, nó quẹo rồi, nó quẹo rồi. Còn mỗi thanh niên kia thôi đó. Là thanh niên kia là phải lái cho đàng hoàng á. Nghĩa là mình gần tới rồi, đúng rồi, gần tới rồi. Nice man. Lái đi man. Má lái lại quẹo, ok, nó dính một cái gần cuối là chắc đập máy luôn. Fuck. Đại loại cái kiểu. Đừng có xuất hiện công an đâu đây nha.
Đường vậy coi mày là trống lắm rồi đó. Má cái đùng đùng. Cái đùng đùng nó lo lo cái công an xuất hiện cái đùng cái rồi hả? Quá hạnh phúc luôn. Xanh Dương là chắc là bạn bè hay gì. Hey yo, what's up? Homies. Đồ má nguyên dân chơi đây hết. Be cool with them. Wait for your partner. Có nghĩa là không giết tụi này phải không? Giọt thuốc rồi. Kia còn tuốt đằng kia, what the fuck. Má đợi nó chắc mọc râu luôn quá. Má thanh niên đi lâu vải đái luôn. Còn mấy này nhìn ngáo ngáo sao á. Mới mém được quánh nó rồi. Vải đái. Xem ông nội nó đi tới đâu rồi. Vẫn đang cố gắng tới, gần tới rồi. Ráng lên em ơi, ráng lên. Vượt lên chính mình. Vô trên đây cho mình cảnh sát chắc hết tới rồi. Má sao nhìn đẹp vãi luôn. Nên vô tới chưa? Gần tới rồi, rồi ngon rồi, chắc ăn rồi. Mặc áo luôn á, trợn mắt nhìn mình nữa kìa. Bữa đá. What the fuck. Nên nó hút cái đéo gì vậy? Ồ má nó hút thuốc tay không kìa. Nhìn kìa, nó hút tay không kìa. Be cool man. Yeah man. Mấy nhìn này ngáo mà giống mấy thằng châu Á mà nhìn tục tục trong mấy bộ phim ha. Đù. Má giờ chuẩn bị đàng hoàng là bắn cho đàng hoàng. Ồ má bắn chúng xe, bắn cái xe này chúng xe khác. Đồ hết rồi, hết chưa? Má bắn gì mà không chết, what the fuck. Má hết máu, hết máu, hết máu. Má hồi máu lại đi, hồi máu lại đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Má hai đàn nhìn ngầu quá. Má bắn gì không? Not a big deal, right? Nhìn dầu ấy. Man, Bernie gonna be pissed. Fuck. Look, man. Look. Okay. Try. And you fail miserably as fuck. You fail miserably as fuck. I am. I forgive your bitch ass. The fuck out of here, man. Thank you for trying, man. I'll holler at you later, man. I'm about to go get some trees.
Thôi đi về kệ đi. Thằng khủng à, quan tâm là cái đéo gì. Mà chết đúng nhảm luôn. Bây giờ sao cũng qua được rồi, hay rồi. Tiền không nhiều nhưng mà kệ, cũng có làm nhiệm vụ là xong. Chứ không á làm mấy ông nội khác không hiểu ý. Nó lái gần cái phần lái xe thôi cũng đã đủ mệt rồi, nó chi là bắn. Bắn chắc do anh hành diện luôn.